Mời các bạn nghe chuyện đồ đệ của ta đều là trùng phản diện chấp 1244 đến chấp 1247, chương 1500 đến 1504. Lục Ngô nghe lời, không tiếp tục truy kích mà ngẩng đầu, cao ngạo nói, lần sau, bản hoàng tất phải lấy mạng chó của hắn. Gâu gâu gâu. Không nói ngươi, cút qua một bên. Vù, Lục Ngô thổi một hơi, cung kỳ và minh thế nhân đều bị thổi bay. Vừa thổi xong, nó bỗng cảm thấy không ổn, bèn nâng cự chảo to như một ngọn núi chụp lấy Minh Thế Nhân và cùng kỳ. Xin lỗi nha. Tần nhân Việt, 49 kiếm khách tròn mắt. Đường đường là thú hoàng lại xin lỗi một hậu sinh vãn bối. Tần nhân Việt biết rõ các loại thú hoàng luôn có cảm giác ưu Việt hơn hẳn người khác, cho dù chúng nó sai cũng không dễ dàng nhận sai bao giờ. Hắn nhìn về phía thanh niên cưỡi chó, người này có khí tức cân đối, không nặng không nhẹ, quả thật là nhân tài hiếm có, chờ thêm một chút thời gian, hắn chắc chắn sẽ nhẹ nhõm vượt qua hai mệnh quan xem ra lục ngô kiên kỵ vị lão giả này tình nguyện thần phục điều khiến tần nhân việt càng kinh ngạc hơn chính là hắc ảnh vừa xuất hiện kia đã thi triển đạo lực lượng cũng là cấp bậc chân nhân nhưng vì sao vừa đón lấy đạo quang mang kia đã lập tức trốn đi rồi trong lòng lục châu cũng đang suy nghĩ xuất thần đánh lâu như vậy sao hắn lại quên mất thẻ hàng cách chứ đây đúng là tấm thẻ chuyên khắc chế chân nhân mà có thể gọi là siêu cấp sát khí nha thẻ hàng cách bản cường hóa có thể vĩnh viễn tước đoạt một mệnh cách của mục tiêu mà thẻ hàng cách cường hóa cao đẳng có thể vĩnh viễn tước đoạt năm mệnh cách đồng thời có tỷ lệ thu hoạch được mệnh cách tri tâm đẳng cấp cao nhất của đối phương lục châu xem trong giao diện hệ thống giá của thẻ này đã tăng lên 20.000 điểm công đức bên cạnh còn có một ghi chú muốn sử dụng thẻ với thánh nhân phải đề thăng quyền hạn thánh nhân là chuyện của sau này hiện tại lục châu còn lại 198.760 điểm công đức nếu mua 3 tấm rồi kết hợp lại thành bản cường hóa cũng chỉ mất hơn 80.000 điểm. Cùng lúc đó, trong màn đêm, Hắc Ảnh mang theo Diệp Chính bay lên một chiếc phi liễn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn tháo khăn che mặt ra, nhìn về phía phương xa rồi lại nhìn xuống hai bàn tay mình. Năm ngón tay đang run rẩy, ướt đẫm mồ hôi. Khôi phục rồi. 20 giây vừa rồi, hắn cảm giác như mình rơi xuống địa ngục, có một bàn tay tử thần đâm xuyên qua lồng ngực lúc nào cũng có thể móc tim hắn mang đi. Rốt cuộc cảm giác đó cũng biến mất, hắn lại cảm nhận được mình là chân nhân, như được trọng sinh sống lại. Hắn đứng trên bong tàu hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình rồi nhìn về phía Diệp Chính. Đường đường là chân nhân lại lưu lạc đến bước này. Hai mắt Diệp Chính vốn đang vô thần, từ từ lấy lại tiêu cự. Hắn chỉnh trang lại quần áo tóc tai rồi đứng lên nói, đa tạ. Ta đã nói từ sớm, nhạn nam thiên động thiên phúc địa không phải là đối thủ của tần nhân Việt hắc ảnh nói. Nghìn tính vạn tính, cũng không tính được hắn có người giúp đỡ. Người kia rốt cuộc là ai? Diệp chính hồi tưởng lại lời Diệp vô thanh nói. Cường giả kim liên giới. Kim liên giới, người tự do của Diệp ra các ngươi không phát hiện ra sao. Người tự do quá mức tự do, trước kia Diệp ra cử đi không chỉ một người đến phía đối diện. Ngàn năm trôi qua, còn lại không mấy người. Ta sẽ kết thúc kế hoạch người tự do. Diệp chính nói. Sắc mặt hắc ảnh trở nên ngương trọng. Người này có thể hàng phục Lục Ngô, lại đánh bại ngươi, tu vi chắc chắn ở trên chân nhân. Ý ngươi là hắn có tu vi 19 mệnh cách, thậm chí là 20 mệnh cách?" Diệp Chính hỏi. "Suy đoán mà thôi, trước mắt lượng tin tức còn quá ít. Cũng có thể trên người hắn có nhiều bảo vật. Nếu không vì có Hỏa Phượng, có lẽ hắn không phải là đối thủ của ngươi." Nhắc tới Hỏa Phượng, thần sắc Diệp Chính trở nên ảm đạm. 36 nho sinh đều đã vẫn lạc chuyện này khi trở về hắn làm sao mà bàn giao với các bậc tiên hiền. Ngươi là chân nhân, đều hiểu được rất nhiều đạo lý, ta sẽ không nói nhiều. Trong ba ngày, ta đưa ngươi về nhạn Nam Thiên. Hắc ảnh nói. Diệp chính không nói gì nữa. Lục Châu hợp thành một tấm thẻ hàng cách bản cường hóa, cảm thấy tự tin vô cùng. Ngươi có biết người cứu Diệp chính không? Lục Châu hỏi. Tần nhân Việt lắc đầu, hắn ẩn nấp khí tức toàn thân, rất khó phân biệt. Thanh Liên giới chỉ có tứ đại chân nhân, không phải ngươi thì chính là Thác Bạt Tư Thành hoặc là Phạm Trọng. Chẳng lẽ còn có người khác?" Minh Thế Nhân hỏi. "Người này thân pháp quỷ dị, không hề tầm thường, đạo lực lượng của hắn có tác dụng làm chậm đối thủ, hẳn không phải là Thác Bạt Tư Thành hay Phạm Trọng." Lục Châu nghi hoặc hỏi, "Còn có vị chân nhân thứ năm. Có thể là chân nhân ẩn tàng, cũng có thể là chân nhân đến từ Tịnh Đế Thanh Liên." Tần Nhân Việt nói, "Tinh bàn của hắn có màu tối, rất giống màu xanh đen nhưng lại có chút khác biệt. Minh Thế Nhân hỏi, đạo lực lượng là gì? Tần Nhân Việt quay đầu nhìn hắn, người trẻ tuổi, đừng mơ tưởng xa vời. Đạo lực lượng cách ngươi còn xa lắm, cần cố gắng nhiều hơn. Minh Thế Nhân vừa định mở miệng, lại không ngờ lục ngô bỗng trầm thấp nói. Ngươi tốt nhất nên đáp lời hắn. Tần Nhân Việt hơi sững người, khóe mắt liếc nhìn lục châu, thấy lục châu cũng đang nhìn mình bèn đường hoàng đáp. Nuôi dưỡng vạn vật là đạo, vận hành nhật nguyệt là đạo, Bốn mùa biến hóa là đạo. Đạo kỳ thực chính là căn bản của thiên địa, có ở khắp mọi nơi, sinh sôi không ngừng. Nhân loại tu hành nghịch thiên, cũng chính là không ngừng đánh vỡ chói buộc của đạo. Chẳng hạn như thanh kiếm này. Hắn nhấc tay, thanh kiếm sau lưng Nguyên Lang bay ra, lơ lửng trước mặt mọi người. Ta không để ý tới nó, nó sẽ tự động rơi xuống đất, đó là quy tắc của đạo. Xoẹt, trường kiếm đâm vào mặt đất. Ta dùng nguyên khí khống chế nó khiến nó thoát ly khỏi quy tắc vốn có. Vụt, thanh kiếm bay vút lên không trung. Tu hành giả dưới cấp bậc chân nhân không ngừng đánh phá trói buộc. Còn chân nhân sẽ lợi dụng những trói buộc này để sinh ra lực lượng, chính là đạo lực lượng. Tần nhân Việt giải thích. Minh Thế Nhân chấp tay nói, thụ giáo, xin hỏi có bao nhiêu chủng loại đạo lực lượng. Thiên biến vạn hóa, đạo cũng có thể xem như là quy tắc. Tiên hiền ngày xưa cho rằng quy tắc cường đại nhất thế gian chính là thời gian. Tu hành giả thông qua việc tu hành để gia tăng thọ mệnh cũng là đang phá vỡ quy tắc của thời gian. Minh thế nhân gãi gãi đầu, ý của ngươi là, chân nhân có thể nghịch chuyển thời gian. Tần nhân Việt lắc đầu, nghịch chuyển thời gian thì không ai làm được, chỉ có thể làm nó chậm lại. Thời gian là một trong các đại đạo, đến thánh nhân cũng không dám nói lời cuồng ngôn như nghịch chuyển thời gian. Nói xong, hắn xoay người nói với Lục Châu, nếu lời ta có chỗ nào chưa đúng, mong lão tiên sinh bổ sung sửa chữa. Người này là đồ đệ của Lục Châu, nếu hắn nói sai chẳng khác gì dạy hư học sinh của người ta." Lục Châu nói, "Ngươi nói không sai, chỉ là pháp tắc trên thế gian có ngàn ngàn vạn vạn, thời gian chưa chắc là tối cường." Tần Nhân Việt giật mình, chắp tay nói, "Xin lắng tai nghe." Lỗ tai 49 kiếm khách cũng dựng lên, muốn được nghe các vị cường giả đàm luận về tâm đắc tu hành, đối với bọn hắn thì đây cũng là một loại kỳ ngộ. Lục Châu nói, "Bất kể thời gian có biến hóa như thế nào thì thương hải vẫn hóa tang điền, con người vẫn là sinh lão bệnh tử." trong khi đó thiên địa vĩnh hằng rất khó thay đổi đó là không gian ngoài ra còn có một số pháp tắc còn huyền diệu hơn chẳng hạn như pháp tắc bảo toàn hoặc là pháp tắc cân bằng nơi nào có sinh mệnh nơi đó ắt có pháp tắc vĩnh viễn sẽ không biến mất nói xong hắn nhìn về phía tần nhân việt tần nhân việt gật đầu cười đồng ý nhân loại vẫn luôn bị thiên địa ràng buộc ước thúc bị pháp tắc bảo toàn luật rừng thậm chí là pháp tắc cân bằng ước thúc Người chân chính đánh phá những pháp tắc này mới thật sự là đại năng. Đám người lộ vẻ thụ giáo. Khi cá thể đạt tới cường độ nhất định, có thể cải biến những người xung quanh, thậm chí là một phương thiên địa pháp tắc, như thế mới xứng đáng gọi là đại năng. Chân nhân rốt cuộc vẫn còn kém một chút. Lục Châu vuốt râu. Cũng may thời đại học hắn đọc nhiều sách, chỉ cần nói nhảm mấy câu có logic thì không thể nào sai nha. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của lão tiên sinh, Tần Nhân Việt hỏi, Hôm nay hắn hoàn toàn đắc tội Diệp chính, tuy Diệp chính bị giáng cấp nhưng rất nhanh sẽ khôi phục, lại có chân nhân khác giúp đỡ hắn, Tần Nhân Việt nhất định phải lôi kéo Lục Châu. Lão phu họ Lục. Tham kiến Lục chân nhân, Tần Nhân Việt và 49 kiếm khách đồng thời hành lễ. Thôi, mặc kệ bọn họ hiểu lầm vậy. Lục Châu chỉ là không quen người ta gọi mình là chân nhân, suy cho cùng tu vi hắn còn chưa tới mức đó. Nhưng luận về thực lực chân chính thì hắn cũng không kém gì, dù có giải thích cũng chẳng ai tin. Tần Nhân Việt nói, nếu có thể, không biết chư vị có muốn đến thăm Hàn Xá một chuyến. Lục Châu nói, Lão Phu còn có việc bận. Vậy thì đành tạm biệt. Tần Nhân Việt lấy ra mấy tấm phù chỉ. Minh Thế Nhân nhanh tay cầm lấy. Nếu có việc thì cứ liên hệ ta, mong bằng hữu không ghét bỏ. Không dám. Lục Châu đáp. Nói xong, Tần Nhân Việt mang theo 49 kiếm khách bay về phía chân trời. Minh Thế Nhân nhìn theo, ghen tị nói, chân nhân thật mạnh. Đáng tiếc Minh Thế Nhân không nhìn thấy một màn Lục Châu kịch chiến với Hỏa Phượng. Liên lạc với các sư huynh ngươi, Lục Châu nói. Vâng, Minh Thế Nhân sử dụng phù chỉ liên hệ với Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung. Biết cuộc chiến đã kết thúc, mấy người lập tức chạy đến. Trên đường đi, khắp nơi đều là cảnh cháy xém hoang tàn khiến mấy người không khỏi than thở. Chờ một chút, Khổng Văn bỗng nói. Sao vậy? Kia, hình như là thú hoàng. Khổng Văn chỉ tay về phía lục ngô khổng lồ. Đúng thật là nó, Khổng Vũ trợn mắt nói. Ngô Thượng Nhung mỉm cười nói, "Đừng lo lắng, Lục Ngô là thuộc hạ của gia sư." Không bao lâu sau, đám người đã bay đến trước mặt Lục Châu. Diên Nhi nhảy khỏi lưng Bạch Trạch, chạy tới hỏi, "Sư phụ, người không sao chứ?" Lục Châu lắc đầu nói, "Hỏa Phượng mạnh ngoài sức tưởng tượng, vi sư chỉ có thể đánh lui nó." Ách, đánh lui. Còn sống đã là không tệ, đánh lui là khái niệm gì? Khổng Văn ngẩng đầu nhìn Lục Ngô, lén lén nuốt nước bọt rồi dụi dụi mắt, sau đó mới dám xác định đây đích thị là Lục Ngô cấp thú hoàng. Lục Châu đưa quả trứng cho Minh Thế Nhân, cất kỹ. Đây là gì ạ? À? Đừng truyền ra ngoài. Lục Châu căn dặn. Vâng, Minh Thế Nhân vốn định mở ra xem, nhưng thấy sắc mặt sư phụ nghiêm túc lập tức hiểu ý, vội vàng nhét nó vào túi hành trang. Tam Sư Huynh, Diên Nhi và Hải Loa hành lễ. Đoan Mộc Sinh thu hồi bá vương thương, mỉm cười nói các vị sư muội đã lâu không gặp. Tam sư huynh mạnh hơn xưa nhiều rồi. Diên Nhi nói. So với các sư huynh thì ta còn kém xa lắm. Đoan mục sinh gãi đầu. Ngu thượng nhung mỉm cười khích lệ, đệ vốn là người khắc khổ tu hành, nay có lục ngô giúp đỡ, chờ thêm một thời gian nữa tất có thể vượt qua ta và đại sư huynh. Đa tạ nhị sư huynh khen ngợi, tâm tình đoan mục sinh rất tốt. Lục châu nhìn lên thiên không, bầu trời vẫn tối đen xám xịt không chút ánh sáng, nên tìm chỗ nghỉ ngơi một chút lục ngô vốn định dẫn mọi người đến sơn mạch bí mật cách đó trăm dặm nhưng nơi này hoàn cảnh quá kém không thích hợp cho nhân loại cư ngụ cũng may khổng văn có kinh nghiệm phong phú đề nghị mọi người đi về hướng đông nơi đó có một cánh rừng bao la lưng lựa vào vách núi lại có sông ngòi uốn quanh thích hợp để nghỉ ngơi bầu trời khâu trăng cũng không sao đoàn người lục châu đi tới cánh rừng lục ngô nhìn quanh với vẻ nhàm chán nhân loại thật không thú vị ngươi là hung thú nằm ở đâu ngủ cũng được nhân loại thì không giống như thế đoan mộc sinh nói nhớ ngày đó đoan mộc chân nhân lấy trời làm chăn lấy đất làm giường ngay cả trong nước cũng có thể ngủ khổng văn nghe đến tê cả ra đầu rón rén đi tới cạnh minh thế nhân thấp giọng hỏi đây thật sự là thú hoàng sao ngươi cảm thấy thế nào minh thế nhân liếc hắn một cái rồi không nói gì nữa lục châu cao giọng nói chúng ta nghỉ ngơi ở đây một khoảng thời gian mọi người tự mình tu hành đừng rời đi quá xa Vâng, đám người kho người đáp. Lục Châu tìm một chỗ ẩn náu trên cây cổ thụ, thôi động từ lưu ly, gấp rút khôi phục lực lượng thiên tướng. Sau đó hắn gọi ra mệnh cung, không hề do dự đặt mệnh cách chi tâm của xích nhãn chư yêu vào. Thất bại cũng không sao, hiện tại số lượng mệnh cách của hắn quá thấp, trên lệch rất nhiều so với chân nhân. Chất lượng có thể chậm lại một chút, mở hết khu vực cấp nhân rồi tính tiếp. Khu vực cấp thiên quá kén chọn mệnh cách chi tâm lại mang tới thống khổ vô cùng cấp nhân thì dễ dàng hơn nhiều. Kết, mệnh cách chi tâm bắt đầu chìm vào khu vực mệnh cách. Hoàn cảnh nơi này rất dễ ẩn náu, bí ẩn chi địa lại rộng lớn vô cùng, chỉ cần không gây động tĩnh quá lớn thì có ẩn cư 10 năm cũng không ai phát hiện. Huống hồ dù có chân nhân đến, Lục Châu cũng tự tin đối phó vì trong tay đã có thể hàng cách. Những người khác tản đi nghỉ ngơi. Minh Thế Nhân lấy ra hai viên mệnh cách chi tâm đưa cho Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung. Khổng Văn cầm viên mệnh cách chi tâm của Chu Yếm không ngừng thưởng thức, cẩn thận lau chùi một lúc mới đem cất vào túi sau đó khổng văn đến tìm nhan chân lạc xin mấy tấm phù chỉ nhan chân lạc hiếu kỳ hỏi cái này để làm gì truy tung ấn phù có thể truy tung khí tức mục tiêu lưu lại trong không khí rất nhiều người khi ẩn nấp khí tức lại không chú ý bản thân ấn phù cũng là một loại vết tích ta cần phải ngụy trang khí tức ấn phù ở những chỗ khác để phòng ngừa địch nhân tìm đến nhan chân lạc gật đầu ngươi đúng là rất cẩn thận khổng văn cười đáp Lão tiên sinh đối với ta tốt như vậy, ta đương nhiên phải dốc sức làm. Có hứng thú gia nhập Ma Thiên Các không?" Nhan Chân Lạc hỏi dò. Khổng Văn nghe vậy, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nếu được ôm đùi Ma Thiên Các thì hắn nằm mơ cũng cười tỉnh. Chỉ là Ma Thiên Các có cao thủ nhiều như mây, ngay cả Lục Ngô cũng chỉ là thuộc hạ, hắn không có tự tin. "Chúng, chúng ta đủ tư cách không? Phải xem các ngươi biểu hiện thế nào nữa, nhưng theo ta thì không thành vấn đề." Nhan Chân Lạc nói thật sao khổng văn lần đầu được khen ngợi không khỏi ngượng ngùng nhan chân lạc chỉ cười không nói cùng lúc đó diên nhi và hải loa cùng bạch trạch nghỉ ngơi dưới một gốc cây cổ thụ minh thế nhân bay tới đưa cho các nàng hai túi lớn hai vị sư muội giữ đồ dùng ta ta phải đi canh gác vâng diên nhi gật đầu sư huynh vất vả rồi minh thế nhân ngáp một cái vươn vai nói không sao sau đó hắn tung người nhảy lên bay về phía bìa rừng hải loa nói sư phụ dặn chúng ta không nên đi quá xa tứ sư huynh còn chạy lung tung ta đã quen rồi tứ sư huynh làm việc rất có chừng mực không sao đâu diên nhi cầm lấy hai túi đồ đây là gì thế một cỗ hồng quang nhàn nhạt, nhạt ẩn hiện trong túi khiến hai nàng chú ý Hồng biết luôn hải loa nói mở ra xem là biết ngay diên nhi nhanh tay mở túi ra một quả trứng màu đỏ sậm lăn ra ngoài hai thiếu nữ tròn xoe mắt nhìn cái gì thế này? Ta không nhớ sư phụ có mệnh cách chi tâm kỳ quái như thế này nha. Diên Nhi sờ cảm nói. Muội cũng chưa từng thấy mệnh cách chi tâm nào kỳ quặc như thế. Diên Nhi nhặt một nhánh cây, chọc chọc cái trứng, sau đó gõ nó mấy lần. Bộp bộp bộp, âm thanh phát ra trầm đục. Hải Loa nói, muội nhớ rồi, thứ này được sư phụ bọc lại, đưa cho tứ sư huynh. Diên Nhi chớp chớp mắt, vậy nhất định là đồ tốt rồi. Nàng vứt bỏ nhánh cây, dùng ngón tay chọt chọt nó, quả trứng chẳng có chút phản ứng gì. Diên Nhi dùng lực chọt một cái, rắc, quả trứng xuất hiện một vết nứt. Thôi xong, làm hỏng đồ của sư phụ rồi. Cửu sư tỷ, trông thứ này như quả trứng gà á. Trứng gà. Diên Nhi tỉ mỉ dò xét, đúng là hình dạng rất giống, chỉ là lớn hơn quả trứng gà gấp mấy lần, vỏ ngoài màu đỏ sậm tỏa ra hồng quang. Diên Nhi vội vàng nhét quả trứng vào trong túi, xem như không có chuyện gì xảy ra nàng trở về bên cổ thụ nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cửu sư tỷ Hải loa có chút mộng bức, thế là thế nào? Nhưng nàng phản ứng cũng không chậm, lập tức học theo Diên Nhi nằm xuống đánh một giấc. Sáng hôm sau, Lục Châu mở mắt ra, lực lượng thiên tướng đã khôi phục một phần ba, có lẽ vì làm pháp thân tiêu hao quá độ nên tốc độ mới chậm hơn bình thường một chút. Mệnh cung trước mặt khai mệnh cách rất thuận lợi, đã khảm vào được một nửa. Với tốc độ này, chỉ cần mất khoảng 7 đến 10 ngày là thành công. Thế là Lục Châu hạ lệnh cho tất cả mọi người ở lại cánh rừng nghỉ ngơi thêm 10 ngày. Thừa dịp rảnh rỗi, Lục Châu mặc niệm thính lực thần thông, âm thanh xung quanh truyền vào tai. Cách hắn gần nhất là Diên Nhi và Hải Loa. Sẽ không vỡ ra chứ? Hải Loa thấp giọng hỏi. Không có việc gì đâu, ta còn chẳng dùng lực mà. Đây không phải là mệnh cách chi tâm rồi, mệnh cách chi tâm rất chắc chắn. Hay là nói cho sư phụ một tiếng? Diên Nhi nói. Rắc, trong túi lại truyền tới tiếng nứt gãy gọn. Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, Diên Nhi nhẹ tay mở túi ra, phát hiện đường nứt tối qua đã nứt thành hình mạng nhện. "Á!" À, Diên Nhi sợ hãi hô lên, nếu trứng gà vỡ ra, hậu quả sẽ khó mà lường được. "Tìm sư phụ." Nàng không do dự nữa, xách theo cái túi chạy về phía cây cổ thụ của Lục Châu. Lục Châu thu hồi thần thông, khẽ lắc đầu, nha đầu này lại quậy phá gì nữa đây? Cái gì nứt ra? Lục Châu nhảy xuống đất chờ. Mấy giây sau, Diên Nhi và Hải Loa vội vã chạy tới, thấy sư phụ đứng chắp tay dưới tàng cây, các nàng lập tức quỳ xuống. Đồ Nhi biết sai, Đồ Nhi không cẩn thận làm hỏng bảo bối của sư phụ rồi. Diên Nhi rất thành thật khai báo, hỏng rồi. Diên Nhi lấy quả trứng ra đặt xuống đất cho Lục Châu xem. Kỳ quái, đây là trứng của hỏa phượng, không lý nào lại dễ vỡ như vậy. Trứng của thánh thú thông thường sẽ cứng rắn không thua gì vũ khí thiên giai mới phải, sao có thể đụng nhẹ là hỏng. Đừng lo lắng, để vi sư nhìn xem hai thiếu nữ và một lão đầu trâu đầu vào quan sát quả trứng. rắc lần này tiếng nứt vang lên rất rõ ràng khiến ba người sững sờ vết nứt trông như mai rùa trăng chịt đầy vỏ trứng. a à, đồ nhi hiểu rồi nó sắp nở diên nhi bừng tỉnh đại ngộ nói lục châu nhướng mày lạ nha hắn tận mắt thấy hỏa phượng đẻ trứng làm gì có quả trứng nào vừa đẻ xong đã nở quá phi lý chỉ có một khả năng hỏa phượng đã sớm đẻ trứng nhưng vì muốn bảo vệ trứng sợ hiện tượng mất cân bằng làm xáo trộn kế hoạch của nó bèn bất đắc dĩ từ bỏ quả trứng dẫn dụ cân bằng giả rời đi cho nên trước lúc chia tay hỏa phượng cô cô chi chi là muốn nhờ lão phu chiếu cố con của nó lục châu vén tay áo lên đánh ra một đóa liên hoa ẩn chứa lực lượng thiên tướng bao trùm lấy quả trứng quả trứng lập tức hấp thu năng lượng sinh cơ nồng đậm lát sau rắc quả trứng càng nứt ra nhiều hơn ngươi còn nứt nữa, lão phu cũng nứt theo ngươi mất. Nhìn xu thế này, hẳn là nó sắp nở thật rồi. Mang một quả trứng sắp nở đi khắp nơi không tiện, thôi thì giúp nó nở ra luôn vậy. Lục Châu đánh ra từng đóa liên hoa, quả trứng ngoan ngoãn hấp thu toàn bộ. Khoảng một canh giờ sau, rắc. Phần vỏ trên nóc quả trứng bị đội lên, một con chim nhỏ màu đỏ rực trông như gà con xuất hiện trước mắt ba người. Hỏa kê, Diên Nhi thốt lên. Là hỏa phượng, Lục Châu sửa lời nàng. Tiểu hỏa phượng bé xíu toàn thân đỏ rực, chỉ có cái đuôi là màu xanh, trông đẹp hơn gà con nhiều. Nó bước đi một bước đã ngã lăn ra đất, miệng kêu chip chip. Ha ha, tiểu gia hỏa. Diên Nhi vươn tay ra, tò mò chào hỏi nó. Hỏa phượng dùng cánh trống xuống mặt đất để đứng lên, rồi lại ngã xuống. Nó thử đến mấy lần, rốt cuộc mới đứng vững. Nó ngẩng đầu nhìn lên thế giới bên ngoài, sau đó đột ngột giương cánh kêu chip chip, vội vàng chạy tới chỗ Diên Nhi. Diên Nhi giật nảy mình, toàn thân bay lên lơ lửng giữa không trung, chột dạ nói: Ei ei, ta đâu có hại ngươi đâu. Hòa Phượng giang cánh muốn bay lên theo, không thể không nói năng lực thích ứng của hung thú rất mạnh, chỉ chưa tới một khắc đồng hồ mà nó đã đi lại vững vàng, không còn ngã trái ngã phải như trước. Hòa Phượng vỗ cánh, vừa bay lên được một mét đã cắm đầu rơi xuống. Sư phụ, làm sao bây giờ? Diên Nhi nhìn hỏa Phượng lại cố gắng vỗ cánh bay lên rồi té xuống, ấp úng hỏi. Lục Châu cũng không biết nên phán đoán thế nào, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Nhưng hắn lại không có nhiều thời gian rảnh, bèn nói: "Diên Nhi, ngươi trông chừng nó, nếu có dị biến thì báo cho vi sư." A, à, Diên Nhi nhìn con hỏa phượng lảo đảo bay lên, há hốc mồm nói, "Chăm sóc nó." Đó là hậu duệ của thánh thú hỏa phượng. Nhớ lại cảnh tượng hỏa phượng oai phong hùng vĩ, Diên Nhi chớp chớp mắt hỏi, "Về sau nó cũng sẽ trở thành thánh thú sao?" Có lẽ vậy, Lục Châu cũng không rõ suy cho cùng không phải cứ là loài hung thú đó thì đều có thể thành thánh chỉ có thể nói ghen của nó tốt hơn những con hung thú khác nhiều có tỷ lệ thành thánh cao hơn diên nhi mỉm cười sung phong nhận việc vậy đồ nhi sẽ chăm sóc nó lục châu gật đầu hiện tại nó vẫn còn đang trong thời kỳ ấu thú hình dáng của nó quá đặc thù ngươi hãy nghĩ cách ẩn tàng cho nó diên nhi nghĩ ngợi rồi đáp chuyện này dễ ẹc đồ nhi biết rồi vậy lui xuống đi vâng Diên Nhi bay về phía hỏa phượng, tóm lấy nó sách lên. Hỏa phượng dãy dụ kêu chip chip. Hải loa tròn mắt. Diên Nhi hỏi, sư muội, muội thông hiểu thú ngữ, có biết nó đang nói gì không? Hải loa lắc đầu biểu thị không biết. Diên Nhi tóm cánh nó nói, ta sẽ chăm sóc người thật tốt, đừng sợ nha. Hai người mang theo tiểu hỏa phượng rời đi. Lục Châu bay trở về ngọn cây cổ thụ, phát hiện mệnh cách chi tâm đã chìm hẳn vào trong khu vực mệnh cách, thuận lợi tiến vào giai đoạn 2, hấp thu thọ mệnh quá trình khai mệnh cách thuận lợi hơn hắn mong đợi. Cùng lúc đó, bên ngoài cung điện bạch sắc, Lam Hy Hòa ngẩng đầu nhìn khu trung xanh thẳm như có điều suy nghĩ. Lát sau, một nữ hầu đi tới, không người nói, chủ nhân, bên phía thánh điện nói hiện tượng mất cân bằng đã tăng thêm một bậc, bí ẩn chi địa rơi vào trạng thái hỗn loạn. Có phát hiện ra điều gì bất thường không? Bí ẩn chi địa quá lớn, người của thánh điện chưa tìm ra, nữ hầu nói. Lam Hy Hòa thở dài một tiếng, thiên hạ đại loạn, muốn thu thập tin tức đã khó nay lại càng khó. Năm ngày sau, rắc, Lục Châu mở mắt, cảm thấy trong đan điền khí hải truyền đến lực lượng mênh mông. Khu vực mệnh cách trên mệnh cung lóe ra quang mang, liên tọa đã lớn thêm một vòng. Lục Châu gọi ra tinh bàn, 10 đạo mệnh cách theo thứ tự phát sáng. Chói mắt nhất vẫn là mệnh cách chi tâm của Lục Ngô. Lục Châu hài lòng thu hồi tinh bàn đáp xuống đất, lệnh cho tất cả mọi người tập hợp. Trừ minh thế nhân không thể trở về, những người khác rất nhanh đã tụ tập tại gốc cổ thụ. Diên Nhi và Hải Loa mang theo Tiểu Hỏa Phượng đứng ở hàng đầu tiên. Tiểu Hỏa Phượng trông hoàn toàn khác trước, đuôi nó bị cột lại thành một chùm, lông trên thân đã nhuộm thành màu khác. Lục Châu cau mày nói, "Đây là Hỏa Phượng. Sư phụ, làm như vậy thì không ai có thể nhận ra nó nữa." Diên Nhi nói. Đám người Ma Thiên Các đã cạn lời với nàng từ lâu. Nếu không phải đã biết đây là Hỏa Phượng thì ai cũng sẽ cho rằng nó chỉ là một con gà phổ thông mà thôi. Mấy ngày nay đám người từ kinh ngạc chuyển sang tiếp nhận, sau đó là ngưỡng mộ muốn chết. Tương lai Tiểu Hỏa Phượng chắc chắn sẽ cường đại không kém gì Lục Ngô, thế nên mọi người đều lý giải được cách làm của Diên Nhi. Lục Châu nói, chuyện của Hỏa Phượng phải giữ bí mật. Nếu dám tiết lộ, bản tọa quyết không khoan dung. Đám người khom người. Đúng lúc này, bốn huynh đệ Khổng Văn đi tới trước mặt Lục Châu, quỳ xuống nói, lão tiên sinh, ta có một việc muốn thỉnh cầu. Nói đi. Huynh đệ chúng ta mong được gia nhập Ma Thiên Các, mong lão tiên sinh cho chúng ta một cơ hội. Kỳ thực Lục Châu cảm thấy bốn người này gia nhập Ma Thiên Các có hơi miễn cưỡng, thực lực bọn hắn không bằng đám người Tôn Mộc, nhưng dọc theo con đường này, bọn hắn biểu hiện rất tốt, biết điều hiểu chuyện, khiến Lục Châu cũng thấy nên thay đổi sách lược thu nhận người tài. Không nên chỉ xét tu vi, bắt buộc phải cân nhắc tới nhân phẩm của đối phương. Lục Châu vuốt râu nói, các ngươi thật sự muốn vào Ma Thiên Các? Khổng Văn đáp: ta và nhan tả sứ đã tán gẫu mấy đêm nay, ta hiểu rõ quy củ ma thiên các. Hơn nữa huynh đệ chúng ta đã nghĩ rõ ràng, để tỏ lòng thành ý, viên mệnh cách chi tâm này xin dâng lên cho ngài. Hắn đưa lại viên mệnh cách chi tâm Lục Châu đã ban thưởng trước đó. Lục Châu cảm thấy khá bất ngờ, dù sao chu yếm cũng là thú vương. Khổng văn tiếp tục nói, ta biết thực lực của chư vị rất mạnh mẽ, viên mệnh cách chi tâm này càng thích hợp để chư vị sử dụng hơn, để cho chúng ta dùng chính là đại tài tiểu dụng. Bốn người đồng thời khom người nói, mong lão tiên sinh nhận cho. Mọi người gật đầu nhìn bốn huynh đệ. Bốn người này rõ ràng là hiểu chuyện hơn đám tôn mộc rất nhiều. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Lục Châu nói, đồ vật lão phu đã cho sẽ không nhận lại. a à, Khổng Văn gấp gáp nói, lão tiên sinh không muốn thu nhận chúng ta ư. Lục Châu lắc đầu, nếu các ngươi đã nghĩ kỹ càng, vậy thì lưu lại ma thiên các đi. Bốn người lập tức sửng sốt, ngây ra không nói nên lời. Bọn hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị cự tuyệt, nào ngờ. Còn thất thần cái gì? Nhan chân lạc nhắc nhở. Khổng văn lấy lại tinh thần, vội vàng cùng các huynh đệ dập đầu bái lại, bái kiến các chủ. Tinh, thu hoạch được bốn thuộc hạ, ban thưởng bốn nghìn điểm công đức. Lục Châu hài lòng nói, đứng lên đi. Vâng, bốn người lục tục đứng dậy. Khổng văn nói, viên mệnh cách tri tâm này. Các chủ đã cho ngươi, ngươi cất kỹ đi, còn cho là chúng ta muốn cướp của ngươi chắc. Lục Ly nói. Yên tâm đi, thứ đồ này ma thiên các không hề thiếu. Nhan chân lạc nói. Khổng văn gãi đầu, đám người bật cười ha hả. Có lẽ trong bí ẩn chi địa gặp quá nhiều chuyện lục đục chắc trở, tình người lạnh bạc, nên nhìn mọi người thoải mái vui vẻ như vậy, bốn huynh đệ cũng mỉm cười theo. Độ trung thành tăng lên không ngừng. Lục Châu gật đầu nói, nói chính sự, bí ẩn chi địa có nơi nào thích hợp khai mệnh cách không? Ý của các chủ là, khổng văn khó hiểu hỏi lại diên nhi và hải loa tấn thăng thập diệp đã lâu theo lý thuyết các nàng lẽ ra phải là người tấn thăng thiên giới bà sa sớm nhất ma thiên Các, lục châu nói khổng văn minh bạch đáp lời đúng là có một chỗ thích hợp đi về phía tây vạn dặm gần đến khu vực hạch tâm trong bí ẩn chi địa sẽ gặp được trấn thọ khư một cổ thành còn sót lại từ thời thượng cổ nghe nói nơi đó có cổ trận chiếm cứ tốc độ khai mệnh cách và tu luyện đều sẽ đề thăng gấp mấy lần còn có chỗ tốt như vậy đây chẳng phải sẽ khiến người người tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu?" Nhan chân Lạc Hiếu kỳ nói. Khổng Văn lắc đầu. Có lợi đương nhiên cũng có hại, nơi đó bị hung thú chiếm cứ, tu hành giả bình thường không cách nào đến gần. Mà chân nhân trở lên lại không cách nào vượt qua ranh giới, sẽ bị cân bằng giả phát hiện. Nhưng hiện tại thế giới đang mất cân bằng, việc này không nói trước được. Lục Châu gật đầu, nơi này rất phù hợp với nhu cầu của đoàn người. Hiện tại Lục Châu có thể hàng cách cường hóa phòng thân không sợ chân nhân nếu Diên Nhi và Hải Loa có thể thành công tiến vào thiên giới bà sa quả xuất sư sẽ giúp hắn đi ngang trong bí ẩn chi địa lúc này cái đầu khổng lồ của Lục Ngô xuất hiện trên không trung nó mở miệng hỏi muốn đi chấn thọ khư ngươi cũng biết chấn thọ khư Lục Châu hỏi chỗ đó rất là tà môn là thánh địa tu hành của đám bò sát thời cổ đại nhưng tà môn cực kỳ Lục Ngô nói Đoan Mộc sinh cao mày đã nói với ngươi bao nhiêu lần không được dùng từ bò sát để hình dung nhân loại. Thiếu chủ, đừng gọi ta là thiếu chủ, đoan mục sinh nói. Ách, lục ngô thở phì phò, về sau không nói là được chứ gì. Đám người cười ha hả. Lục châu không ngại việc này, tư duy của nhân loại và hung thú không giống, không nhất thiết phải ép buộc nó, bèn hỏi, ngươi đã từng đến chấn thọ khư. Lục ngô ngẩng đầu nhìn lên không trung tựa như đang nhớ tới một số hồi ức không vui nào đó. Đoan mộc chân nhân từng đến đó một lần, bị hao tổn ngàn năm thọ mệnh. Giảm thọ, đoan mục sinh câu mày hỏi. Khổng văn nói xen vào, đúng là có lời đồn như thế, đó cũng là lý do nơi này được gọi là trấn thọ khư. Nghe nói những người nán lại ở chỗ này càng lâu thì càng già đi rất nhanh. Đám người đưa mắt nhìn nhau, lo lắng nhất chính là Diên Nhi và Hải Loa. Hay là thôi đi, Diên Nhi nói, đồ nhi xung kích thiên giới bà xa ở đâu cũng được mà. Đồ nhi cũng vậy, Hải Loa phụ họa lục châu nhìn các nàng thản nhiên nói các ngươi đã sớm bước vào thập diệp khai mệnh cách không khó có hy vọng vừa ngưng tụ thiên giới bà sa đã sung kích hai mệnh cách thậm chí là ba mệnh cách vu chính hải cười nói hai vị sư muội sợ đau có đúng không hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên mình ngưng tụ thiên giới bà sa mang tới nỗi thống khổ cỡ nào làm gì có diên nhi nói đi thì đi hòa phượng bay lên đối diện với diên nhi nó giang cánh há miệng ra hai cánh tỏa ra hồng quang Diên Nhi vươn tay tóm chặt cánh nó sách lên nói, ngoan, lát nữa ta sẽ bắt sâu cho người ăn. Đám người tròn mắt. Thật khó tưởng tượng con gà này sẽ là thánh thú tương lai nha. Khổng Văn nói tiếp. Nhưng chính bởi vì đặc điểm này của chấn thọ khư nên đây cũng là một cơ hội, tiến vào đó có thể tìm được thiên tài địa bảo có tác dụng kéo dài thọ mệnh. Có khi sẽ gặp được vài con hung thú cường đại, với tu vi của các chủ thì đánh hạ bọn chúng không thành vấn đề.